Sáng ngày 4 tháng 10, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan nội chính quý 3 năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các cơ quan nội chính của tỉnh. Trong quý 3, các cơ quan nội chính của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy đã tổ chức quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình công tác của cơ quan đơn vị địa phương, tăng cường phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quân sự quốc phòng địa phương được giữ vững, các vụ việc vấn đề phức tạp về trật tự xã hội được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, tại một số địa phương trong tỉnh, hoạt động của các loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp như tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tiến độ giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo một số nơi còn chậm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp thực hiện công tác điều tra truy tố xét xử, thi hành án, giải quyết các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Kết luận hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị các cơ quan nội chính của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, tập trung triển khai hoàn thành chương trình kế hoạch năm 2024, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu hoạt động tuyên truyền lập nhà nước Mông, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác của nhân dân, đồng thời tăng cường phát hiện xử lý nghiêm các vụ việc phức tạp kéo dài, đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm, tăng cường thanh tra kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, không để phát sinh điểm nóng, bức xúc trong nhân dân, tập trung cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai, lãnh đạo chỉ đạo diễn tập, phòng thủ huyện Mai Sơn và Mộc Châu.